Ủa, bà Tám, bà Tám. Ủa, hello Phú. Hai. Trời, trời, giờ này nhìn khác quá ta. Giờ tôi đang chuẩn bị tập luyện cho cái đợt thi marathon sắp tới của công ty tôi đó. Còn ông thì sao? Trời ơi, công việc nó dí, sếp dí theo công việc. Mà chắc sao dịp này tôi cũng bỏ luôn cái nghiệp chạy bộ quá bà ơi. Để tôi nghĩ coi. À, tôi biết rồi. Đây, tặng Phú món quà tôi đặt từ Phạm Ngoại City. Đây là bảo bối giúp tôi có được năng lượng để tỉnh táo và tập trung suốt một ngày dài làm việc đó. Wow, thật vậy luôn hả? Đúng rồi, vì đây chính là viên năng bổ sung năng lượng Sweet Energy Active Fly, chân ái dành cho những người có lối sống năng động và thường xuyên hoạt động thể chất cường độ cao. Đây là sản phẩm của thương hiệu Sweet Energy, một thương hiệu sức khỏe hàng đầu tại Thụy Sĩ với hơn 100 năm kinh nghiệm. Sweet Energy Active Fly có tác dụng cung cấp năng lượng giúp bạn luôn tỉnh táo, bật các năng lượng xuyên suốt ngày dài. Bên trong mỗi viên năng Active Fly có chứa đến tận 25 loại vitamin và khoáng chất, giúp góp phần bổ sung quá trình trao đổi chất và bảo vệ các tế bào khỏi sự oxy hóa. Ngoài ra, mỗi viên năng còn chứa guarana, một hoạt chất rất giàu caffeine và catechin, giúp gia tăng tập trung và tham gia vào quá trình đốt mỡ, tạo năng lượng và tăng sức bền bỉ của cơ. Đây còn được biết tới như là một hoạt chất kích thích chức năng của hệ thần kinh, từ đó làm giảm các dấu hiệu mệt mỏi một cách vô cùng hiệu quả luôn. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng công nghệ viên năng phóng thích chậm tiên tiến của Sweet Energy, sản phẩm Active Life còn sở hữu thêm nhiều ưu điểm vượt trội có thể kể tới như là tăng hiệu quả hấp thu kéo dài lên đến 8 tiếng, nhờ đó giảm thiểu số lần sử dụng trong ngày, an toàn khi sử dụng vì không có tác dụng phụ nè, không gây kích ứng tiêu hóa. Hiện, sản phẩm viên năng bổ sung năng lượng Sweet Energy Active Fly hộp 30 viên đang có bán tại tất cả các nhà thuốc của Pharma City với giá là 579.300 đồng một hộp. Và đặc biệt, trong tháng 9 này đây, Pharma City đang triển khai hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho sản phẩm Sweet Energy Active Fly như giảm 20% chỉ còn 463.400 đồng một hộp và tặng thêm một voucher 60.000 cho hóa đơn từ 150.000. Mọi người lưu ý giúp Tâm là sản phẩm này không phải là thuốc và không sử dụng để thay thế thuốc chữa bệnh nha. Đừng quên đón xem tập tiếp theo của series Hay Chất Lượng Giá Ấn Tượng để khám phá thêm nhiều sản phẩm xịn sò khác với mức giá tốt nhất được bán tại Pharma City nha. Pharma City xin chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.